Chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn về phân tích thống kê mô tả bằng R và buổi hôm nay là phần thứ tư tính các giá trị thống kê. Như tôi đã giới thiệu là khi thực hiện phân tích thống kê mô tả chúng ta thực hiện bốn cái nội dung. Nội dung thứ nhất là xác định phân phối của mẫu. Nội dung thứ hai xác định những cái giá trị ngoại lai. Nội dung thứ ba xác định các giá trị thống kê và cuối cùng là vẽ đồ thị hoặc là biểu đồ. Trong buổi hôm nay Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tính các giá trị thống kê bằng phần mềm R. Ở trước khi bắt đầu thì tôi nhắc lại một chút về những cái giá trị thống kê mô tả. Thì đối với những giá trị thống kê mô tả thì có những giá trị như là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, khoảng tứ phân vị, rồi trung vị, trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, sai số chuẩn, khoảng tin cậy hoặc là hệ số phân tán ở giá trị trung bình ấy và phương sai thì là hai cái giá trị thống kê mô tả rất là quan trọng. Khi mà bạn muốn mô tả cái kết quả của mình. Để cụ thể hóa thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể cái bài toán này. Ở đây là bài toán khảo sát năng suất của 6 giống lúa mì với giả thuyết là 6 giống lúa này có năng suất khác nhau. Và mục đích của chúng ta là đi kiểm tra giả thuyết này. Sau khi thực hiện nghiên cứu thì tôi có thu được cái kết quả như thế này sáu giống lúa mì này được trồng lặp lại 4 lần và sau khi thu hoạch thì tôi có thu được cái số liệu thô như ở dưới đây thì cái cột thứ ba cột c ấy, chính là cột thể hiện cái năng suất cái cột đầu tiên ấy là thể hiện là giống và cột b là thể hiện cái giá cái cái độ lặp lại trong thí nghiệm từ số liệu thô này làm thế nào để chúng ta có thể tính được những cái giá trị thống kê mô tả thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại những cái slide này để chúng ta thực hiện. Thì trong buổi hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn uh, về phân tích thống kê mô tả bằng R uh, với việc sử dụng cái gói phân tích là uh, dply. Thì để thực hiện cái gói phân tích này thì chúng ta sử dụng những câu lệnh rất là đơn giản đó là phần trăm lớn rồi phần trăm và một cái câu lệnh là summarize. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cụ thể trên phần mềm R để tính những cái giá trị thống kê mô tả cho cái số liệu mà chúng ta có được đó. Bước đầu tiên ấy là chúng ta cũng cần phải nhập dữ liệu. Đối với nhập dữ liệu thì tôi cũng đã có hướng dẫn trong một cái video trước đây, các bạn có thể tham khảo nếu các bạn chưa biết. Như vậy ở đây là tôi đã nhập xong cái dữ liệu cho cái phân tích của tôi. Sau khi nhập dữ liệu xong, thì chúng ta cần phải khai cái biến cho cái phân tích này. Thì có hai cái biến chính ở đây, đó là biến uh, biến giống ở đây chính là biến độc lập ấy. và cái biến năng suất là biến phụ thuộc. Và để tính những cái giá trị uh, thống kê mô tả này thì tôi có sử dụng cái gói phân tích đó là Deploy và tôi thấy cái gói phân tích này là một cái gói phân tích rất là hữu ích khi mà sử dụng để mà phân tích những cái giá trị thống kê mô tả và để sử dụng cái gói phân tích này thì chúng ta cần phải cài cái gói phân tích này bằng câu lệnh là install.package tôi đã cài rồi các bạn chưa cài thì các bạn sẽ cài vào và sau khi cài xong ấy thì chúng ta sẽ chạy cái gói phân tích này ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải có cái gói dữ liệu là tidyverse thì các bạn cũng cài vào và sau đó chúng ta chạy cái gói phân tích này ở à, sau khi mà các bạn đã chạy các gói phân tích này thì chúng ta bắt đầu có thể lập cái công thức để chúng ta uh, tính những cái giá trị uh, phân tích thống kê mô tả cho cái um, nghiên cứu của chúng ta uh, cái công thức để mà Tính những cái giá trị thống kê mô tả này rất là đơn giản Các bạn chỉ cần dùng cái cấu trúc lệnh là phần trăm lớn hơn phần trăm Và chúng ta cần phải đặt cái tên của cái bộ dữ liệu của chúng ta ở phía trước Trong trường hợp ở đây đó là DF1 Sau đó chúng ta dùng cái hàm gọi là hàm Summarize Và phía sau cái hàm Summarize này thì chúng ta cần phải lập những cái công thức Mà chúng ta muốn tính Ví dụ trong trường hợp đầu tiên ở đây ấy thì là tôi muốn thể hiện cái số quan sát thì đó là n bằng n rồi ở trong cái giống uh, hai cái giống hoặc đơn rồi đến giá trị trung bình thì tôi muốn uh, tính giá trị trung bình của năng suất sau đó là đến độ lệch chuẩn của năng suất tiếp đến là tính uh, trung vị rồi tứ phân vị thứ nhất tứ phân vị thứ hai rồi cái tứ phân vị thứ ba và tiếp đến là cái khoảng tứ phân vị à, rồi tôi cũng uh, đưa ra công thức để tính giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Tiếp đến là tôi muốn tính về khoảng Và cái hệ số phân tán Thế Sau khi mà lập công thức xong Thì rất là đơn giản Tôi sẽ chạy cái câu lệnh này à, Như vậy đây kết quả trên cái màn hình ở phía dưới ấy, Các bạn có thể thấy Là đây chính là cái kết quả Những cái giá trị thống kê Của toàn bộ cái bộ dữ liệu này Trong đó có số quan sát N là 24 Rồi đến giá trị trung bình là 20,8 Rồi đến độ lệch chuẩn Rồi đến trung vị Vân vân. À, vậy câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta uh, có thể tính được uh, những cái giá trị thống kê mô tả cho từng cái giống lúa mì này hay không thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được để có thể tính được những cái giá trị phân tích thống kê mô tả cho từng giống một thì uh, chúng ta cần phải dùng thêm một cái câu lệnh nữa ở đây ạ cái câu lệnh chúng ta dùng ở đây đó chính là câu lệnh group by um, sau đó mở đóng ngoặc đơn ấy là giống rồi phần trăm lớn hơn phần trăm bây giờ chúng ta chạy thử để chúng ta xem ạ và đây là những cái giá trị thống kê mô tả cho từng giống lúa mì một thì ở đây chúng ta có thể thấy rõ là có 6 giống lúa mì từ A đến F. Số quan sát là 4 cho từng giống. Ở đây chính là độ lặp lại đấy. Sau đó thì đến giá trị trung bình rồi độ lệch chuẩn, trung vị, vân vân. Ở đây các bạn thấy có một số những cái giá trị bị thiếu là do cái khoảng màn hình nó không đủ. Bây giờ tôi vừa kéo rộng cái khoảng màn hình ra và chúng ta chạy lại để chúng ta xem thêm những cái giá trị thống kê mô tả khác. Đấy sau khi mà kéo rộng màn hình ra thì chúng ta đã có đầy đủ ở những cái giá trị thống kê mô tả mà chúng ta muốn tính. ở trên đây là cái chia sẻ của tôi về cách để các bạn có thể tính những cái giá trị uh, thống kê mô tả bằng cái gói dữ liệu là DeepLye. Uh, cảm ơn các bạn